Vòng cuối rồi, lộ diện chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu nữa và tìm điểm số cao nhất thôi, không có loại gì hết nữa. Xin mời chị chọn câu nào chị? Trâm tính sao? Bây giờ là câu còn hai chị em mình nào. Thôi chọn số 6 tư duy đi, được không? Câu hỏi số 6 tư duy như sau. Mời hai người chơi nhìn vào màn hình máy tính và trả lời từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, xin mời đáp án của Hồ Bích Trâm. Lúc đầu em nghĩ mấy cái này là cái gì thì em thấy nó sọc sọc, nó là đậu, đậu là lạc, là cái cần câu nè, lạc này đi bộ nữa là em nói là câu lạc bộ. Câu lạc bộ. Như Huỳnh, em lựa chọn gì? Em chưa kịp mấy đáp án. Đáp án trắng đúng không? Nhưng mà bây giờ phân tích gì nữa, Trâm phân tích hoàn toàn chính xác rồi. Đáp án chính xác của chương trình là câu lạc bộ. Chúc mừng. Cái này em biết mà. Trâm nhận được 30 điểm nữa cho mình, còn Huỳnh bị trừ 15 điểm hen. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết được người nào có điểm số cao nhất và giành chiến thắng 10 triệu đồng ngày hôm nay trước nhé. Còn thân phận là ai? Hồi sau sẽ rõ. Ánh sáng tắt. Và ánh sáng dừng lại ở vị trí nào, người đó sẽ là người chiến thắng. Ba, hai, một, dừng. Chúc mừng Hồ Bích Trâm. Em lại. Em là cao thủ biết tuốt à? Đó, thấy chưa? Biết thấy chưa? Xin được chúc mừng cho cao thủ biết tuốt Hồ Bích Trâm 115 điểm. Chúc mừng. Rồi, mời hai anh về vị trí của mình. Từ đầu là em có nghi rồi á không? Thật sự mà nói là Hồ Bích Trâm có ngoài cái chuyện may mắn thì cô cũng có khả năng lập luận rất là tốt. Chính xác, chính xác. Chúc mừng em chiến thắng với 10 triệu đồng. Thế nhưng ba người chơi còn lại mỗi người về không hết. Nhưng Huỳnh, em đã lọt vào vòng thứ 3 của chương trình cho nên là em sẽ về nhì với 5 triệu đồng. Chúc mừng. Huỳnh, em là ai? Em là phong tỏa hả? Phong tỏa. Rốt cuộc mình không có điểm để phong tỏa hang. Anh Lộc, anh là ai? Anh là người hoán đổi. Anh hoán đổi vị trí của ai? Của anh Vũ Mạnh Cường. Vậy thì anh Cường, anh là chuyên gia dịch chuyển. Vậy thì khi mà anh hoán đổi được thân phận của anh Cường rồi thì anh biến thành chuyên gia dịch chuyển. Mà ở vòng này thì cũng đâu dịch chuyển được gì đâu, anh đã bị loại rồi đúng không? Bây giờ anh về thứ 3 với anh Cường, mỗi người nhận được 2 triệu. Anh chúc mừng hai anh nè. Vâng. Cảm ơn sự hồn nhiên, ngây thơ, dễ thương, có cá tính, có quyết liệt và đặc biệt là rất là xả thân để có thể bảo vệ cái quyền năng của mình. Chiến thắng ngày hôm nay, chúc mừng Hồ Bích Trâm 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta phải khép lại chương trình tuần này ở đây với rất nhiều tiếng cười, rất nhiều cảm xúc và hoàn toàn thú vị với 4 người chơi tuần này. Xin được cảm ơn mọi người, chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công và tuyệt vời trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người. Còn Minh Xu xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau 19h15 ngày thứ Tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Truy Tìm Cao Thủ do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.